Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, chương trình Thời sự tối nay, thứ tư, ngày 27 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Cạn lần thứ 9, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Dự đại hội có các đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng 250 đại biểu đại diện cho trên 68.000 hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Công tác khai thác, quản lý nguồn vốn vay nhận ủy thác của các tổ chức tín dụng được mở rộng cả về quy mô và chất lượng, với trên 916 tỷ đồng cho 23.000 người vay. Đây là những nguồn lực quan trọng góp phần giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế được tiếp cận để phát triển kinh tế gia đình. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đặt ra 10 chỉ tiêu cụ thể phấn đấu, 100% huyện, thành phố, đơn vị cụ thể hóa tiêu chí thực hiện phong trào thi đua. Phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng từ 10 điển hình cá nhân phụ nữ tiêu biểu. Cuối nhiệm kỳ phát triển 3.000 hội viên mới, 100% chủ tịch hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định. Hỗ trợ 12.500 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đánh giá cao nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới yêu cầu các cấp hội nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác hội. Tổ chức hội phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của chị em để hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong đó cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch đội ngũ cán bộ đảm bảo về trình độ, năng lực, tâm huyết, có trách nhiệm để giới thiệu với các cấp ủy để tham gia trong bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển của tỉnh Bắc Cạn. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ 9 và văn kiện Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ 13, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Cạn khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026 với 29 ủy viên. Đồng chí Hà Thị Liễu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Cạn khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Thưa quý vị khán giả, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, tỉnh Bắc Cạn đã triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Cạn đã có bước phát triển mới. Các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong gia đình và xã hội. Công tác cán bộ nữ ngày càng được quan tâm. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phấn đấu thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách có liên quan đến phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đội ngũ cán bộ hội được đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, trình độ chuyên môn ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, 100% cán bộ hội cấp tỉnh, huyện, trên 95% chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã có trình độ đạt chuẩn theo quy định. Các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh thì đã khẳng định được cái vị trí vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ thì được các cấp hội quan tâm. Khi mà có những cái vụ việc xảy ra thì các cấp hội đã có cái lên tiếng để bảo vệ. Nhiệm kỳ qua, cơ bản 10 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Phụ nữ Bắc Cạn lần thứ 8 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Có trên 6.600 chị đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu.
các cấp hội biểu dương và vinh danh 2.873 tập thể, cá nhân điển hình các cấp. Nhiều năm, các cấp hội được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen. Ngoài ra còn được nhận nhiều bằng khen chuyên đề khác của các cấp, các ngành. Trình độ đội ngũ các cấp hội viên cũng đã được nâng lên. Về các hội viên thì chúng ta đã phát huy cái truyền thống là đoàn kết, là năng động, là sáng tạo trong cái tổ chức các hoạt động cũng như là tích cực tham gia các hoạt động phong trào chung của tỉnh. Qua đó thì chúng ta khẳng thấy rằng là vai trò của người phụ nữ đã được thể hiện ở trên tất cả các lĩnh vực. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, của tỉnh về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho mọi tầng lớp nhân dân và gia đình, cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hôm nay, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 tiếp tục thảo luận trực tuyến về các dự thảo nghị quyết, báo cáo quan trọng trình tại kỳ họp. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về các dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh, thành phố, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Phiên thảo luận đã ghi nhận 31 ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu. Thảo luận về các dự thảo nghị quyết trên, Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Bắc Cạn bày tỏ sự đồng tình với việc cần thiết ban hành các nghị quyết. Tôi cho rằng những tỉnh, thành phố được thí điểm là những địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi và nhiều dư địa để phát triển, kể cả về nhân lực, cơ sở vật chất, trong khi đó các quy định của hệ thống pháp luật hiện nay chưa thực sự thông thoáng để tạo điều kiện cho các địa phương chủ động và bứt phá. Đây cũng là việc thể chế hóa nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm tạo cơ chế chính sách để huy động nguồn lực, khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đóng góp vốn, nhanh chóng phát huy lợi thế sẵn có để thực hiện mục tiêu đưa 4 tỉnh, thành phố nói trên phát triển nhanh, bền vững. Từ đó có tác động lan tỏa đến các địa phương, đóng góp cho sự phát triển kinh tế vùng cũng như cả nước nói chung. Đại biểu Hoàng Văn Hữu cũng đề nghị Quốc hội xem xét thêm đối với một số chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách trong các dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, đề nghị xem xét nhân rộng thí điểm thực hiện cơ chế chính sách đặc thù đối với một số địa phương khác là đại diện tiêu biểu cho các vùng miền khác nhau. Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện nghị quyết số 68 năm 2013 của Quốc hội khóa 13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật, việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện nghị quyết số 68 năm 2013 của Quốc hội khóa 13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020. Đại biểu Quốc hội đề nghị cần tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, xây dựng quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội với đối tượng là công nhân lao động, hạn chế việc gia tăng đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thời gian gần đây, có hướng dẫn cụ thể dễ hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội với người lao động về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính phủ cần sớm có đánh giá kết quả hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch COVID để làm cơ sở cho việc ban hành các chính sách tiếp theo. Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Cạn nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 có chủ đề Bắc Cạn chuyển mình, sáng tạo, đột phá, đoàn kết, phát triển. Thưa quý vị khán giả, tỉnh Bắc Cạn hiện có trên 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 1.600 tỷ đồng. Trong những năm qua, các loại hình doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Cạn không những tăng nhanh về số lượng mà chất lượng cũng tăng cao. Đặc biệt, vai trò dẫn đầu của các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã và đang được khẳng định, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Chi nhánh xăng dầu Bắc Cạn là doanh nghiệp trung ương có mức đóng ngân sách cho tỉnh lớn nhất trong tổng số các doanh nghiệp đóng trên địa bàn những năm vừa qua với khoảng 110 tỷ đồng mỗi năm. Chi nhánh hiện đã có 25 cửa hàng xăng dầu, 7 trung tâm ga, 1 trung tâm dầu mỡ nhờn. 10 tháng đầu năm 2021, chi nhánh đã nộp ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020.
Nữa là qua cái hoạt động tổ chức kinh doanh này, chúng tôi có phần thứ nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất này, đóng nộp ngân sách nhà nước. Hai nữa cũng góp phần vào thu nhập, tăng gia tăng thu nhập của thứ nhất là cán bộ nhân viên, hai nữa là hệ thống các cái khách hàng đại lý nhận quyền của chúng tôi cũng là và đó cũng tăng cái hiệu quả kinh doanh đấy. Hiện nay khối thi đua các doanh nghiệp trung ưng tại tỉnh Bắc Cạn gồm 8 đơn vị là Bưu điện, Viettel, Mobifone, Viễn thông, Công ty Điện lực, Công ty Bảo Việt, chi nhánh xăng dầu, chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ. Các doanh nghiệp có tổng số gần 1.000 cán bộ công nhân viên người lao động, có chức năng nhiệm vụ chủ yếu là cung ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng các sản phẩm dịch vụ về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện, xăng dầu, vật liệu nổ và các dịch vụ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. Góp phần xây dựng phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Với cái tiêu chí là luôn đổi mới sáng tạo, thích ứng để vượt trên thách thức, luôn đặt cái khách hàng là trọng tâm và luôn chăn trở làm việc vì cái những cái lợi ích của khách hàng. Trong cái tình hình dịch bệnh khó lường hiện nay thì dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vì vậy để duy trì cái tăng trưởng bền vững trong thời gian tới thì VNPT cần tham gia và thúc đẩy mạnh cái quá trình chuyển đổi số của chính quyền và các ngành. Trong hoàn cảnh kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn, việc kinh doanh của các doanh nhân và doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong khối đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, như ký kết thỏa ước lao động tập thể, đóng đầy đủ các loại bảo hiểm cho người lao động, thực hiện các quy định về hợp đồng lao động tiền lương, tiền thưởng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Do đó, năng suất lao động ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên chức được cải thiện. Tôi mong muốn mà các cái doanh nghiệp của trung ương đóng trên địa bàn này, tham gia vào cái hoạt động của hiệp hội thì nó tăng cường cái vai trò của hiệp hội lên và cái sức mạnh của hiệp hội. Và hai nữa thì là cái đối với lại các cái nguồn ngân sách thì rất mong muốn các cái doanh nghiệp của trung ương đóng trên địa bàn này thì họ sẽ tăng cường hơn nữa về các cái nguồn thu về cho tỉnh. Thời gian tới, hy vọng các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, phục vụ khách hàng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định đối với người lao động, thực hiện nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, góp phần cho phát triển kinh tế của tỉnh. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Cạn có cuộc kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi, phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ đông xuân 2021-2022 tại thành phố Bắc Cạn. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố Bắc Cạn có tổng đàn gia súc là gần 1.950 con, đàn lợn có hơn 18.000 con, gia cầm có 200.000 con. Xác định phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố theo hướng tập trung liên kết theo chuỗi giá trị, ngành chuyên môn đã hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi theo hướng Việt Gáp, chăn nuôi hữu cơ, thực hiện liên kết trong việc sản xuất, gắn với việc tiêu thụ sản phẩm, chủ động phòng trừ dịch bệnh theo quy định. Đến nay, trên địa bàn có khoảng 80 hộ dân thực hiện chăn nuôi theo hướng hữu cơ, và có 4 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và gia cầm theo chuỗi liên kết. Đối với công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, thành phố Bắc Cạn đã chỉ đạo các xã, phường thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân dự trữ thức ăn, thu gom rơm rạ, trồng cỏ làm nguồn thức ăn bền vững cho đàn vật nuôi, gia cố tu sửa che chắn chuồng trại. Hiện nay toàn thành phố có khoảng 3 hectare diện tích đất trồng cỏ làm thức ăn cho đàn trâu bò, tập trung chủ yếu ở phường Xuất Hóa và phường Huyền Tụng. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Cạn đã đi kiểm tra thực tế tại các hộ chăn nuôi đại gia súc tại xã Dương Quang. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đói rét cho đàn vật nuôi, thời gian tới thành phố Bắc Cạn cần tiếp tục tích cực tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của bà con nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chủ động nguồn thức ăn và các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi. Hiện nay đa phần các hộ làm nghề lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu khai thác rừng gỗ nhỏ từ 6 đến 8 năm tuổi, vì vậy giá trị kinh tế mang lại thấp. Bình quân mỗi năm, người dân trong tỉnh khai thác khoảng 3.000 ha rừng, sản lượng gỗ khoảng 240.000 mét khối một năm, với giá bán bình quân là 800.000 đồng một mét khối. Mỗi hecta, người dân thu được từ 60 đến 80 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu tập trung trồng rừng gỗ lớn thì sau từ 10 đến 15 năm, người dân mới khai thác lấy gỗ thì giá trị thu được sẽ cao hơn khoảng từ 100 đến 150 triệu đồng một hecta. Hiện nay, ngành lâm nghiệp tỉnh đang tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu sản phẩm từ khai thác gỗ non sang khai thác gỗ lớn cung cấp cho công nghiệp chế biến đồ gỗ. Đồng thời khuyến khích hộ dân liên doanh liên kết với các tổ chức doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo chu trình khép kín từ khâu trồng đến khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó góp phần ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho người trồng rừng.
đồng thời thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển lâm nghiệp bền vững. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân huyện Chợ Đồn tập trung thu hoạch lúa mùa chính vụ. Năng suất trung bình lúa mùa năm nay đạt hơn 48 tạ một hecta. Vụ mùa năm nay toàn huyện Chợ Đồn gieo cấy gần 2.170 hecta lúa, trong đó cây lúa bao thai là hơn 1.700 hecta, chiếm 71% diện tích. Ngoài diện tích sử dụng giống lúa bao thai, người dân còn sử dụng một số giống lúa ngắn ngày để gieo cấy do phù hợp với đồng đất địa phương. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Đồn, năm nay thời tiết thuận lợi nên năng suất lúa mùa chính vụ đạt khá. Một số xã thu hoạch sớm nhất gồm Đồng Thắng, Phương Viên, Bằng Lãng, Nghĩa Tá. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo bà con thu hoạch lúa tập trung, sớm giải phóng đất, chuẩn bị cho sản xuất vụ đông xuân 2021-2022. Thưa quý vị, Chợ Đồn được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng trong phát triển các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp. Đến nay, huyện đã quy hoạch và phát triển được một số vùng trồng cây đặc sản như cam, quýt tại xã Đồng Thắng, Phương Viên, cây hồng không hạt tại xã Đồng Lạc, Tân Lập, Quảng Bạch, cây chè san tuyết ở xã Bằng Phúc. Địa phương này đang tập trung nguồn lực, đầu tư để phát triển các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh gắn với xây dựng nông thôn mới, qua đó từng bước nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển. Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn được biết đến là địa phương có thế mạnh phát triển cây chè san tuyết. Hiện nay, xã đã có khoảng 460 hectare chè đang cho thu hoạch. Xác định lấy cây chè san tuyết làm cây đặc sản mũi nhọn, nâng cao đời sống của người dân. Trong những năm gần đây, Bằng Phúc đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, triển khai một số dự án như tuyển chọn các cây chè tuyết cổ thụ, lưu giữ làm cây đầu dòng để nhân giống phục vụ sản xuất. Hỗ trợ hợp tác xã xây dựng thương hiệu chè Việt Gáp. Đến nay, xã Bằng Phúc có hai đơn vị sản xuất chè được chứng nhận sản phẩm OCOP là chè san tuyết Ngọc Thắng, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông lâm nghiệp và chế biến dược liệu Ngọc Thắng, và sản phẩm chè san tuyết của hợp tác xã Hồng Hà. Chè được chứng nhận sản phẩm OCOP, giá bán, sản lượng chè được nâng lên, mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng chè. Thì địa phương cũng chú trọng vào cây chè, cũng là cái mũi nhọn phát triển kinh tế ở địa phương. Thì cũng mong rằng là tới đây thì chương trình thì ở Bằng Phúc cũng mong rằng là các nhà nước thì hỗ trợ vào cái tập trung vào sản xuất cây Việt Gáp, như hỗ trợ phân bón hoặc là những cái chương trình khác bảo vệ chỗ kỹ thuật chăm bón. Về xác định địa phương là vẫn phải phát triển cây chè thôi, tới đây đến tới đây giai đoạn sau này là cũng vẫn phải phát triển cây chè, bởi là lợi thế của địa phương. Sau gần 3 năm đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, huyện Chợ Đồn đã có 14 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh, trong đó có 4 sản phẩm đồ uống, 10 sản phẩm về thực phẩm. Điển hình như rau su su của hợp tác xã Phe Khao, thôn Phe Khao, xã Bản Thi, quýt rã bản của hợp tác xã Toàn Thắng, thôn Khuổi Giả, xã Đồng Thắng, gạo bao thai và gạo Japonica của hợp tác xã Hoàn Thành, thôn Nà Làng, xã Phương Viên, hồng không hạt của hợp tác xã Tân Phong, thôn Bản Lác, xã Quảng Bạch, khẩu nua bái và măng nứa khô, cơ sở Nông Văn Phương, thôn Bản Trang, xã Lương Bằng, khẩu tri, cơ sở Nông Hồng Quyên, tổ 1, thị trấn Bằng Lũng, khẩu nhục, cơ sở Nguyễn Thị Nhung, tổ 5, thị trấn Bằng Lũng. Những thành công trong phát triển sản phẩm OCOP góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Đồn, thay đổi diện mạo kinh tế xã hội của địa phương, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, bình quân số tiêu chí nông thôn mới đã đạt của huyện là 11,6 tiêu chí, có 2 xã đạt 19 tiêu chí là xã Đồng Thắng và Yên Thượng, xã Nghĩa Tá đạt 16 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 6 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí và không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Huyện Chợ Đồn đang đặt mục tiêu đến năm 2025 có 30 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Bình quân tiêu chí nông thôn mới của toàn huyện đạt 15 tiêu chí một xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020, tương đương đạt trên 35 triệu đồng một người một năm. Sau khi vào OCOP quảng bá giới thiệu sản phẩm thì cái mức tiêu thụ và cái số lượng của sản phẩm cũng được tăng lên. Thị trường cũng chấp nhận đối với một số sản phẩm OCOP của huyện Chợ Đồn. Chúng tôi đang tiếp tục phát triển mở rộng đối với những sản phẩm đã có để nâng hạng sao, để phát triển tìm kiếm cái thị trường cho sản phẩm OCOP. Chúng tôi đã giao cho các cơ quan đơn vị ngoài cơ quan thường trực, cơ quan chuyên môn là Phòng Nông nghiệp, thì các cái phòng ban khác, mỗi cơ quan đơn vị một lĩnh vực để giúp đỡ các cái đơn vị mà dự kiến sẽ làm sản phẩm OCOP trong năm nay.
Để hiện thực hóa mục tiêu, huyện sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị của các sản phẩm đặc sản của địa phương, đồng thời tiếp tục thu hút hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia và phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch nông thôn. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả hơn nữa đề án OCOP để tạo dựng thương hiệu và vị thế cho nông sản địa phương. Từ đầu năm đến nay, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước Bắc Cạn đã phát hiện từ chối thanh toán 850 món không đủ điều kiện thanh toán. Tổng số tiền bị từ chối thanh toán là trên 96 tỷ đồng, trong đó kiểm soát chi thường xuyên 6 món chi với số tiền trên 18 triệu đồng, kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản với gần 850 món, tổng số tiền là hơn 96 tỷ đồng. Việc tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo kỷ luật kỷ cương tài chính, đặc biệt là về thời gian kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, thực hiện kiểm soát hồ sơ ngay khi chủ đầu tư ban quản lý dự án gửi đến theo quy định, tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại Kho bạc Nhà nước Bắc Cạn mà không rõ lý do, đồng thời tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.